Dạ, xin lỗi chị Hiếu đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Một căn nhà rất là bé bé xinh xinh ha. Dạ. Nhà này mình thuê thôi này. Ai mà đến thăm gia đình Hiếu thì cứ tưởng là lạc vào xứ sở thần tiên, tại giống ngôi nhà của bảy chú lùn đó. Hai anh chị mình quen ngay trong trường hợp nào? Cái này khó. Anh kể đi. Xưa thì hai đứa học chung nghề. Dạ. Cái nghề chặt đá. Cũng sinh hoạt một cái tập thể vậy đó. Thì ghẹo qua ghẹo lại. Ai ghẹo? Thì đây mình ghẹo. Học được có mấy tháng à. Tại vì cái nghề nói chung ra cũng nó hơi cần cái kỹ thuật đó. Dạ. Nên thôi bây giờ mình cũng cái nghề không phù hợp, anh xin học cái nghề khác. Thì sau này sẽ đi công ty chuyển lên Đà Lạt làm. Thì cũng đâu được hơn 6 tháng á. Đó, xong rồi thấy nhớ quá thôi thì xin quay trở về. Lúc đi á là thấy ghét, thấy kệ. Dạ, nhưng sau đó thì thấy thương. Dạ em. Đó phải nói rõ ràng. Dạ. Là lúc đó là giống như là anh á, một tháng đi lên trên đó mà lúc nào cũng alo em hả, anh đang ngồi ở hồ than thở. Dạ mà có một mình thôi. Lúc nào hoặc là anh đang ngồi ở thung lũng tình yêu mà cũng có một mình thôi. Không thấy tội nghiệp là tại lặng, kêu là lặng lắm. Xong rồi nói là đi làm đâu có bao nhiêu đâu chị, mà tháng nào cũng giống như là tháng nào cũng để dành để người về, nhưng mà còn phải chở cả xe về nữa. Dạ tại vì lúc đó là em không có xe, cho nên là anh có xe thôi, mà cái xe cũng củi bắp lắm. Xong rồi cũng theo xe luôn là thành hai vé. Cứ về là chỉ đủ tiền xe về mới tiền xe lên thôi, mà tội nghiệp tháng nào cũng về. Dạ về thăm là, đúng dạ không? Thì từ thấy ghét chuyển sang thấy thương. Mình hoàn cảnh mình như vậy này là cái từ khi nào? À, Hiếu bị sốt bệnh liệt năm Hiếu 3 tuổi. Ba tuổi đúng rồi. Lúc đó thì ở dưới Hiếu còn giống như là quê dữ lắm. Những cái để cái việc như là tiêm chủng mở rộng hoặc là những cái vaccine để mà tiêm người cho trẻ thật nó ít lắm. Mình cũng bị lúc năm 3 tuổi. Lúc đó thì gia đình thì cũng khó khăn nên bệnh đó thì đưa vô bệnh viện Di Đồng. Thì sau này thì bệnh nó càng nặng thêm thì xong rồi gia đình mới không lo nữa, coi như gọi là bỏ đó. Thì sau này thì thấy cũng trong bệnh viện thì thấy không có thân nhân thì gửi vô cô nhi viện. Mình có ai hỗ trợ sau lưng không? Sau khi mà ở trong cô nhi thì gia đình anh cũng tìm lại, cũng quan tâm đến anh nhưng mà ở cái mức có thể thôi. Còn về gia đình Hiếu thì cũng có hỗ trợ nhưng mà vì là mẹ cũng đông anh chị em nên chủ yếu là hai đứa. Cả hai đứa cũng tự nghĩ rằng là bây giờ mình có con rồi, mình phải lo cho con mình chứ. Còn cái chuyện mà được ai hỗ trợ gì đó, cái đó là cái phần khác. Anh chị di chuyển mình cũng hơi khó khăn. Thì sao là anh chọn nghề shipper? Nói chung ra thì anh thì anh đi được chứ không phải anh đi không được. Tại vì hai chồng vợ đi xe mình cũng đi xe cho vợ nó vui. Đi ra ngoài thì anh vẫn chạy xe đi đứng bình thường, đứng trong có đi. Thì nói chung ra giao hàng thì nó cũng nhẹ, phải như mấy cái quần áo nhỏ như này, cái quần nhỏ như này. Đến mình dậy anh thấy chỗ địa chỉ mình ra anh mua hết rồi thôi. Có vài lần là anh nhận cái đơn hàng đấy xong mà anh đi giao cho khách thì khách hỏi với em, sau đó trả lại cho shop thì shop cũng hỏi với em, tức là anh phải ôm luôn cái sản phẩm đấy và về nhà giấu lại. Em anh mua cho em đó. Nhưng mà cái đó là cái gì mà anh mua cho em? Quần áo. Xong quần áo gì? Quần áo nữ. Xong anh giống như gói vô rất là đẹp, xong rồi em mua cho em đó. Mở ra mặc vừa không? Vừa. Thích không? Thích. Shop nó bom anh á. Xong rồi cuối cùng ý là bị người ta xí gạt á. Xong bắt đầu là phải ôm cái đơn hàng đấy, nhưng mà giờ không biết nói vợ sao thì về giả bộ là mua tặng vợ đó. Ông xã ấy lại ship một đơn hàng chỉ được khoảng 2-30 ngàn thôi, vất vả lắm. Rồi cứ kẹt xe xong gọi điện lại người ta không nghe, cho nên
chắc là đi như vậy chắc cái bực bội với lại cái này cái kia của ông xã chắc cũng lên level lắm. Nhà về nhà thì không có bực bội với vợ nhiều khi Hiếu bực với anh thôi, còn anh thì không. Nên nhiều khi cứ nghĩ rằng là chắc Hiếu không có tìm được thêm một người nào khác mà nhịn Hiếu được nhiều như vậy. Vậy hả? Dạ, cho nên là... vì nhịn được cho nên mới thương đấy. Ông trời sinh ra là có duyên có nợ rồi đúng không, là nợ chắc mấy nợ năm nay rồi chắc chưa trả hết nổi. Chị cả nhà, đây là cô Bích là mẹ của em Hiếu, được ekip đón từ ở dưới Đồng Nai lên đây để thăm em Hiếu và xem một ngày làm việc với em Hiếu như thế nào. Cô đây là bức tranh nè, một tí em Hiếu sẽ giao cho khách hàng nè. Cô cũng biết là em Hiếu làm công việc này mà đúng không? Dạ. Đây là cô có thường lên thăm em Hiếu không cô? Cứ tình trạng cô cũng có lên. Bao lâu cô mới lên thăm em Hiếu một lần? Nói cho hay cô cũng bận việc nhà lắm, lâu lâu cô mới lên à. Còn cô toàn gọi điện thoại thôi. Cô hay gọi lắm. Dạ. Ở dưới nhà mình là gia đình mình bao nhiêu thành viên hả cô? Cô được 6 người con. Trong nhà, trong các anh em là có một mình em Hiếu là cái trường hợp như vậy? Đúng rồi, nhà mà bao nhiêu là đánh thay cho cả gia đình luôn đấy. Hôm nay ha, cô sẽ đi với tụi con đưa lên thăm em Hiếu, thăm em Vũ à, lại sẽ có thêm một cái động lực nữa, có một cái nguồn sống thật mạnh mẽ cho em Hiếu. Rồi cô ha. Rồi cứ lên vui lên nè. Chuẩn bị gặp con gái nha. Dạ. Như em thì dễ lắm, chỉ cần một người biết đếm từ 1 đến 5 là làm được. 2, 3, 4 nè. Cái thêm nói gì chứ nhiều khi chị gắn rồi xong chị không biết là chị gắn bao nhiêu cái nữa đó. Cái thứ 5 nè, rồi em sẽ thả một cái vô làm gì. Hồi đó mình có nghĩ là mình sẽ đi làm cái công việc này không? Dạ, em chưa hề nghĩ luôn đó chị. Em nghĩ em học làm tranh và em hết lòng vì công việc đó thôi. Nhưng mà vô tình thì em lại coi như là có người tình thứ hai là tranh ốc. Tranh ốc á là tạm thời là còn dễ hơn chút xíu, còn tranh đá thì thế là hồi nãy là phải giả ra. Khi mà ôm cái giấc mơ từ ở dưới Đồng Nai lên Sài Gòn để mà em bắt đầu làm trong đi học ở trong công ty tranh đá đó, thì em chỉ nghĩ nó là nó đơn giản lắm, giống như kiểu là ngồi vẽ lên hoặc là dùng một cái nhíp mà gắn bằng tay lên thôi, chứ em không hề nghĩ là phải dùng hai tay. Thì em vô là cái anh giám đốc anh thì từ chối em luôn, trời ơi tay chân thì sao làm, thôi em về em làm công việc cũ của em đi. Em nghe em cũng buồn là tại bây giờ mình đã em trước đây em giữ trẻ thì em cho trẻ nghỉ hết rồi, em mới bắt đầu em lên. Thì ông nói vậy em nghe em buồn thật sự luôn, thì em mới chưa bao giờ mà phải năn nỉ cái gì ai. Thì em có nói anh là cho em 1 tuần đi để em thử coi, tại vì em cũng thích công việc này quá, nếu mà em làm được thì anh nhận em, còn không thì em đi về. Cái khoảng thời gian bắt đầu mà vào học thì nó mới kinh khủng, là vì em cứ rớt máng lên rớt máng xuống, rớt dao lên rớt dao xuống, tại vì cái dụng cụ để làm thì tay em cầm không được. Tại vì những cầm những cái nhẹ như vậy là do nó có cái thế đỡ đó, nếu mà em buông cái đỡ là nó bị xuôi như vậy nó không có cầm được. Thì lúc đó nhiều lúc mà ngồi tập đến 8-9 giờ tối luôn đó mà cũng không cầm được con dao, buồn lắm. Nhiều khi nó rớt nhặt lên ngồi khóc luôn á. Chị có thể vui lòng lấy giúp em cái cối màu đen, cái cối sắt. Dạ. Cái chai này nặng nha. Dạ. Chị tưởng đâu cái ly không á, trời ơi. Ai mà chị thử cái nè. Dạ. Đó, rất là nặng nha bà con. Dạ. Cái này là mình tập tạ luôn được đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em chỉ nâng nó nổi bằng tay phải, tay trái thôi, tay phải thì em không cầm được. Thì tất nhiên rồi, cái này là nó rất là nặng luôn. Ủa vậy rồi bây giờ vậy, ví dụ là trong cái tranh đá thì em cũng phải giả. Ví dụ em giả như này nhưng mà cái cối nó cũng không có to, cho nên là một lần mình cũng chỉ giả được ít thôi. Mà nhiều lúc cầm này muốn cắm đầu luôn á chị, tại vì thật ra thì nó cái chân em yếu á, nên là em cũng không có giữ thăng bằng tốt, mà nhiều khi mình dùng lực bằng tay thì nó cũng khó. Cho nên là mình khi mà làm ra cái đó đối với mọi người thì có thể là một công việc khá là đơn giản, nhưng mà đối với em thì cái gì em cũng cần phải nỗ lực hơn. Được sau 2 tuần thì em bắt đầu làm được một cái chân, cái chữ mà em chọn để làm đầu tiên đó là chữ nhẫn. Chị cảm ơn em này sẽ cho chị một món quà, nên bây giờ chị cùng chương trình sẽ cho em một món quà, nghe rõ không? Dạ rõ chị. Ủa? Ủa gì? Nghe thôi đi. Chị nghe hồi nào? Thôi đi. Ừ.
lúc mà 3 tuổi mấy á, là sau cái cơn sốt bại liệt là bệnh viện trả Hiếu về. Cái lúc đó là cô cảm giác của cô chú lúc đó như thế nào? Số lúc đấy cô chú buồn lắm, lo cho con, nghĩa là ai chỉ ở đâu là cô đem Hiếu đi chữa ở đó, chữa bên ngoài á, nó chữa mà coi như nhiều khi là chữa hết chỗ này đang chữa dở ra người ta chỉ đến chỗ khác là cô lại đưa đi, cô lại vướng em nhỏ của nó nữa cơ, thế là tha hết cả ba mẹ con đi luôn, cứ đi đâu là tha hết ba mẹ con đi. Hồi xưa cái nhà cô ở dưới nó ấy lắm, mà cô cứ nuôi heo chăn nuôi đấy, thế là coi như là cứ được nuôi được có tiền bao nhiêu là bắt đầu dồn hết lo chữa bệnh cho em nó. Thế là về sau này từ từ em nó cứ kiểu như là nó từ từ nó lớn nó khỏe dần đấy, nó không đi lại được nhưng mà nó khỏe dần thì bắt đầu cô mới đi buôn đi bán. Buôn bán từ từ bắt đầu cô mới gây dựng, cô mới xây nhà lên trên đây, cô cứ xây từ từ vậy đó. Cô rất là vất vả, lúc đấy hầu như là cô đâu có nghĩ là cái kỷ niệm gì mà vui đâu. Nó cô lo đủ thứ bươn chải để mà kiếm sống mà. Chứ được như bây giờ thì đã đỡ, kiểu như là con cái nó lớn lên, một ngày nó lớn lên, mỗi đứa nó đi làm nó phụ cô thì cô đỡ. Với em Hiếu bây giờ nó cũng kiểu như nó tự lực cánh sinh rồi, từ hồi nó ra thành phố nó vừa học vừa làm là cô không phải lo cho Hiếu nữa. Thì nhà cũng cố gắng cho em, tại em nó có niềm đam mê là nó phải học nghề, học chữ, cái nào được cái nó cũng thông minh, nó cũng sốt sáng lắm, siêng lắm. Từ cái lúc lên Sài Gòn là lúc đó là cô cho Hiếu tự lập luôn chứ không ngăn cản không gì hết. Thì cô cũng hỏi thăm nhiều người là biết cái chỗ ở nó như thế nào, cô chú cũng phải lên tìm tòi để hiểu coi là cái chỗ mà Hiếu sinh hoạt rồi học hành như thế nào, có đàng hoàng hay không. Thì nói cho ngay các em nó ở trọ ở ghép với nhau á, chứ không phải một mình một phòng. Kiểu như là nó cũng khó khăn á, thành thử ra là cô thấy toàn con cái ở với nhau cô cũng yên tâm. Đấy. Là lên đấy học xong bắt đầu từ bắt đầu thành nghề, thế là làm được rồi nhiều người biết đến, rồi đặt tranh ảnh của Hiếu đó. Cô không có kêu con mình về, thấy nó khổ quá không kêu nó về. Về mà đâu có được, cái đấy là niềm đam mê của nó mà, nó đâu có chịu về. Cho dù khổ thế nào nó cũng phải kiểu như là học cho được một cái nghề. Thứ nhất để sau này nuôi sống bản thân, thứ hai nữa là nếu có thể mà khá là còn giúp đỡ bố mẹ. Hiếu được cái là con một người con rất là có hiếu, thương mẹ thương cha. Cái lúc mà Hiếu có tình yêu đầu tiên anh Vũ thì lúc đó là Hiếu kể với cô như thế nào? Mới đầu nó giấu cô đâu có biết đấy, mà cho lúc đến lúc mà cô biết rồi, cô phát hiện ra rồi á, thì là lúc đó tụi nó có là kiểu như là về năn nỉ á, năn nỉ bố mẹ là con lỡ thương như thế rồi, mà hoàn cảnh của Vũ thì cũng đáng thương lắm, tội nghiệp lắm. Thế thì bố mẹ cho chúng con là đến với nhau. Cô chú ngăn cản lắm, khi mà có con rồi đó, cô sợ nó khổ đó, cô bảo thôi con ơi, bây giờ con có một đứa con như vậy là con hạnh phúc lắm rồi. Nó cứ nhất quyết là nó là phải thương anh Vũ thôi. Cô có điện thoại, cô hỏi thăm hoài, bảo thế này công việc của con như thế nào, nó thì nó cũng nói là khả quan lắm, thì cô cũng chỉ biết vậy thôi chứ cũng không biết là như thế nào. Nhưng mà cô nghĩ là chắc nó ở ngoài đó nó cũng chật vật lắm, nó cũng phải xoay sở, nó cũng phải làm dữ lắm nó mới, tại cuộc sống ở thành phố mà nó đâu có như vùng quê. Đấy, nên thử ra là phải làm suốt đấy chứ. Nhưng mà Hiếu nó cũng khôn ngoan lắm, nó không có nó có lo lắng chuyện gì, nó không bao giờ nó để cho ai biết. Lúc nào nó về đấy nó cũng vui vẻ, nó thương em, thương các cháu này kia lắm, quý mến vô cùng. Thế thì chú cũng muốn là cái kiểu như là lo cho các con cho nó xong đi, nhưng mà không ngờ là chú ra đi quá sớm. Thế thì... chắc là chú cũng nói được nữa đâu. Chú mất đi thì cô cũng phải lo cho em. Cô mới bảo là mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tuy rằng ở bên gia đình nhà ta có lo cho con người ta thì không biết, nhưng nếu mà không lo thì cô sẽ một mình cô đứng ra cô lo tại nhà cô. Thì cô thấy tụi nó cũng vui lắm. Cô mong ước làm sao mà cho hai vợ chồng, thứ nhất là hòa thuận thương yêu nhau, có công việc làm ổn định để mà nuôi con cái này kia, thì nghĩa là cô cũng bớt lo. Khi Trung Hải trong clip thì mẹ có chia sẻ với đó là khi mà biết em quen với lại anh Vũ thì mẹ phản đối, nhưng mà không có nói về ba. Lúc đó ba ý kiến là sao? Ba em là người phản đối ngay nhất ấy. Em có một cái điều gì mà em hứa với bố mà em chưa làm được? Em muốn em thành công để cho bố mẹ thân, nhưng mà bây giờ chưa có được như vậy mà bố mất rồi. Khi thì em cảm thấy là cái gì trong cuộc sống này cũng vậy,
mình đừng có kỳ vọng mà nó hoàn hảo quá. Tại vì nó sẽ không có cái gì nó hoàn hảo. Mình chỉ có biết chấp nhận cái chuyện đó thôi. Còn bao giờ cũng vậy, nó sẽ có những cái rủi ro xảy ra. Và chính nhờ những cái rủi ro đó thì mình mới biết trân trọng những cái điều hạnh phúc nó đến hơn. Nếu mà làm được đám cưới thì hay đấy, đúng ý mình rồi. Đây là chương trình Người Kết Nối sẽ gửi tặng cho em những cái món quà. Rồi, thêm một món quà nữa dành tặng cho em. Rồi. Thôi ngoan nè, mẹ đến lúc nào vậy? Mẹ lên từ sáng. Mình không, mà tao muốn tạo sự bất ngờ cho Huyền. Ai chở mẹ lên? Thì mẹ đi theo đoàn làm phim này á. Một bí mật. Bí mật nữa. Chương trình Người Kết Nối cũng dành tặng cho em. Trời ơi, đâu ra cái ông xấu như là gì á kia. Món tài chưa, có sợ món tài không? Ở chung nhà ăn cùng mâm. Cùng giường. Hôm nay là ngày hạnh phúc của hai con nhá. Thôi mẹ cũng trao hiếu cho Vũ. Hai đứa cố gắng làm ăn để nuôi con cái này kia. Cố gắng là làm ăn thương yêu thương nhau nhá. Dạ. Tuy rằng bố không có mặt trong ngày hôm nay nhưng mà biết bố thế nào vui lắm đấy. Thôi mẹ, con cũng ước gì có bố trong ngày hôm nay nhưng mà thật sự là bây giờ cũng không biết nói cái gì. Cảm ơn mọi người. Anh có điều gì anh muốn nói với chị thì anh cứ nói đi. Anh hứa gì hôm nay là anh phải làm đấy. Em à, từ ngày mà chúng mình về chung sống một nhà đó, thì thật sự thì anh cũng có quá nhiều thờ với vợ con em đi. Tại vì anh lo công việc quá. Anh muốn nói với vợ là anh vẫn thương vợ như ngày nào. Và hai ta cũng cố gắng mà chăm sóc cho con gái của mình nha em.